À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em thân mến. Trong buổi học ngày hôm nay, cô San sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu văn bản đặc hiệu số 2 của bài học cội nguồn yêu thương. Đó chính là văn bản người thầy đầu tiên của tác giả Chingiza Aitmatov. Với văn bản này thì các em sẽ cùng cô lần lượt đi theo 5 bước. Bước 1 là các em đi vào khởi động. Bước 2, đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Bước 3 là chúng ta đi khám phá văn bản. Bước 4, tổng kết lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Và cuối cùng là bước thứ 5, các em sẽ đi vào thực hành viết kết nối với đọc. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Thứ nhất, các em sẽ đi vào khởi động. Với phần khởi động này thì nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ đọc, suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi trong phần trước khi đọc trong sách giáo khoa trang 65 để hoàn thành cho cô phiếu học tập số 1. Nội dung của phiếu học tập này như sau. Đó là em hãy kể ngắn gọn về một thầy cô giáo mà em đặc biệt yêu quý. Nào, chúng ta sẽ suy nghĩ để hoàn thành cho cô yêu cầu này. Như chúng ta đã thấy thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng được một lần rụt rè núp dưới nón mẹ trong lần đầu tiên đi đến trường với lòng tưng bừng rộn rã của một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Tuổi thơ bé đã đi qua được mấy năm rồi nhưng đâu dễ quên. Và cũng có nhiều người lần đầu tiên được đi học bình dân học vụ sau ngày cách mạng tháng 8 thành công. Hạnh phúc biết bao khi được sáng mắt, sáng lòng. Có thể nói, phần đông trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng được lưu giữ trong tâm hồn của mình hình ảnh tuyệt đẹp về một người thầy, người cô mà không bao giờ phai mờ được trong tâm trí của mỗi chúng ta. Em hãy kể lại, em hãy chia sẻ với bạn bè, với thầy cô của mình thật cởi mở, chân thành về một người thầy, người cô mà em từng đặc biệt yêu quý. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu một tác phẩm của một nhà văn Xô Viết, đó chính là Aitmatov. Cũng viết về một người thầy vùng Trung Á vào những năm đầu của thế kỷ 20, đó chính là tác phẩm Người thầy đầu tiên. Người thầy ấy đã từng nói đó là gì? Các em cứ gọi ta là thầy. Các em có muốn xem trường không? Và đây, các em đừng ngại gì cả. Đó chính là tiếng nói của thầy Duy Sen, một đoàn viên thanh niên cộng sản với trái tim yêu thương mênh mông, với nhiệt tình say mê đã đem ánh sáng cách mạng tháng 10 Nga đến với tuổi thơ miền núi hẻo lánh xa xôi. Thầy Duy Sen và cô học trò người dân tộc Antunai bé bỏng tội nghiệp đã hiện lên trên trang văn thật trong sáng, thật nhẹ nhàng của Aitmatov, đã để lại bao rung động bồi hồi trong lòng của mỗi chúng ta về một thời cắp sách tới trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, đó chính là đọc và tìm hiểu chung. Đầu tiên là các em sẽ đi vào đọc văn bản. Với việc đọc văn bản này, các em chú ý đó là văn bản mà ngày hôm nay chúng ta học bắt đầu từ trang 65 cho đến trang 70 trong sách giáo khoa. Khi đọc văn bản này, các em chú ý đọc cho cô với giọng to, rõ ràng, giọng đọc phù hợp với từng nhân vật trong truyện. Đặc biệt là chúng ta sẽ phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật và chú ý sự thay đổi người kể chuyện trong cả văn bản. Và trong quá trình đọc thì chúng ta sẽ sử dụng các chiến lược đọc như là nhận biết, theo dõi, hình dung, suy luận được thể hiện ở các thẻ chỉ dẫn màu vàng. Cô lấy ví dụ đó là gì? Ở các phần, trong văn bản này thì có đánh dấu chia văn bản ra làm các phần. Ở phần 1 trong sách giáo khoa trang 65, 66 có thẻ nhận biết, đó là chúng ta sẽ nhận biết người kể chuyện ở đây là ai. Ở phần 2 trang 66, 67 thì có hai thẻ theo dõi, đó là chúng ta sẽ theo dõi sự thay đổi nhân vật người kể chuyện và theo dõi ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật. Ở phần 3 trang 67 cho đến trang 69 chúng ta thấy có các thẻ theo dõi những chi tiết miêu tả sự quan tâm chăm sóc các học trò của thầy Duy Sen, suy nghĩ cảm xúc của Antunai về mọi người và về thầy Duy Sen, hình dung hình ảnh thầy Duy Sen trong ký ức của Antunai và theo dõi tình cảm của Antunai và các học trò dành cho thầy Duy Sen. Và cuối cùng ở phần 4 của văn bản trang 70 chúng ta thấy có hai thẻ, đó là thẻ nhận biết người kể chuyện ở phần 4 của văn bản là ai và từ đó suy luận người kể chuyện băn khoăn chăn trở về điều gì. Khi đọc các phần của văn bản này thì chúng ta sẽ chú ý các thẻ chỉ dẫn gợi ý những cái chiến lược đọc để quá trình đọc hiểu của chúng ta được dễ dàng.
Và đồng thời trong quá trình đọc thì có xuất hiện những từ ngữ khó, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ngữ khó này được thể hiện ở phần phía chân của trang sách. Nào, bây giờ cô San sẽ đọc mẫu cho chúng ta đoạn một đoạn đầu của văn bản. Phần đầu của văn bản trang 65, trang 66, chúng ta sẽ chú ý lắng nghe và theo dõi. Người thầy đầu tiên. Mùa thu năm ngoái, tôi nhận được một bức điện từ làng tôi gửi đến. Bà con trong làng mời tôi về dự buổi khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng. Nào, đến đây thì chúng ta sẽ nhận biết xem là người kể chuyện ở đây là ai. Nào, chúng ta chú ý cho cô. Cái người xưng tôi ở đây là ai? Tôi lập tức quyết định về làng, vì làm sao tôi có thể ngồi nhà trong một ngày vui của quê hương như thế được. Tôi còn về trước vài ngày nữa là khác. Tôi định bụng sẽ về dạo quanh, ngắm cảnh và vẽ ít bức ký họa. Trong số những người được mời về dự, hóa ra có cả bà viện sĩ Sulai Manova. Trong số Sulai Manova, tôi nghe nói bà về đây một hai hôm rồi đi thẳng lên Moscow. Thế là bà Antunai Sulai Manova ra đi. Tôi trở lại thành phố và mấy hôm sau bỗng nhận được thư của bà. Bà cho biết là sẽ ở lại Moscow lâu hơn dự định và viết: tuy có rất nhiều công việc quan trọng và khẩn cấp, tôi cũng đã quyết định gác hết lại và viết lá thư này cho anh. Nếu anh thấy điều tôi viết đây đáng được chú ý thì tôi khẩn khoản xin anh nghĩ xem làm thế nào cho mọi người cùng biết câu chuyện tôi sẽ kể. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng, mà nói chung mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ, đều cần biết câu chuyện này. Tôi đã mang nặng trong lòng những ấn tượng của lá thư ấy mấy ngày liền, và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà Antunai Sulai Manova để kể hết chuyện này. Phần 2 của câu chuyện đó là gì? Có lần mang những túi đựng đầy ký rách nhặt ở chân núi mé trên làng trở về, chúng tôi vòng vào trường xem thử thầy giáo đang làm gì ở đấy. Vậy thì khi mà đọc đến cái phần 2 của văn bản thì chúng ta lại theo dõi xem là sự thay đổi nhân vật người kể chuyện ở đây như thế nào. Nếu như ở phần đầu của văn bản thì người kể chuyện xưng tôi ở đây là ai, thì đến xuống đến cái phần 2 của văn bản thì người kể chuyện ở đây lại là ai. Nào, để nắm được thì chúng ta sẽ phải đọc toàn bộ văn bản này. Và cái việc đọc toàn bộ văn bản cô sẽ để dành cho chúng ta ở nhà. Kem sẽ chú ý đọc toàn bộ văn bản để nắm được người kể chuyện cũng như là tóm tắt được cốt truyện của toàn bộ văn bản. Trong quá trình đọc thì sẽ có một số những từ ngữ khó mà chúng ta cần phải chú ý cho cô. Cô lấy ví dụ như là từ ký họa xuất hiện ở phần thứ nhất của văn bản. Ký họa có nghĩa là vẽ nhanh nhằm ghi lại những nét chính của đối tượng về và cảm xúc của người vẽ. Thứ hai đó chính là từ ký rắc. Ký rắc, chúng tôi nhặt những bao ký rắc khô. Thì ký rắc ở đây đó chính là phân bò, phân ngựa khô, thường được dùng làm chất đốt. Thứ ba đó chính là ánh lê minh. Lê minh chúng ta hiểu đó chính là bình minh, ban mai. Nào, sau đây thì chúng ta sau khi đọc văn bản thì các em sẽ cùng cô chuyển sang phần thứ hai, đó chính là phần tìm hiểu chung những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tác giả. Thông tin về tác giả của văn bản đã được giới thiệu rất rõ ràng trong phần sau khi đọc. Bây giờ chúng ta sẽ lấy bút chì đánh dấu cho cô những thông tin cơ bản về tác giả của văn bản. Tác giả của văn bản người thầy đầu tiên đó chính là tác giả Chinyizo Aitomatov. Trên bảng của cô đó chính là chân dung của tác giả. Ông sinh năm 1928 và mất năm 2008. Ông là nhà văn người Kyrgyzstan. Tác phẩm của Aitomatov chủ yếu viết về cuộc sống khắc nghiệt mà cũng rất giàu chất thơ ở quê hương của ông. Ở đó có núi đồi, có thảo nguyên hoang sơ, hùng vĩ, có những con người mạnh mẽ, can đảm và tâm hồn phóng khoáng. Lối viết của Aitomatov cô đọng, hàm súc, có nhiều cách tân độc đáo trong nghệ thuật kể chuyện. Nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông đã được dịch ra tiếng Việt, ví dụ như là Jamilia, Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên, Con tàu trắng hay là Và một ngày dài hơn thế kỷ, vân vân. Trên bảng của cô đó chính là hình ảnh của những tác phẩm của Aitomatov. Nếu có cơ hội thì các em hãy tìm đọc những tác phẩm này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần B, tìm hiểu những nét khái quát về tác phẩm.
Thứ nhất là các em sẽ cùng cô đi xác định về thể loại. Thể loại của văn bản đó chính là thể loại truyện vừa. Thứ hai là về xuất xứ. Văn bản ngày hôm nay chúng ta được học có xuất xứ, đó chính là được trích trong tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên, in trong cuốn Jamilia, Chuyện Núi Đồi và Thảo Nguyên do Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Bằng, Cao Xuân Hạo, Bùi Xuân Tiến dịch. Đây chính là cuốn Jamilia, Chuyện Núi Đồi và Thảo Nguyên. Câu chuyện Người Thầy Đầu Tiên là một chuyện vừa xuất sắc của Amatop, kể về thầy giáo Duy Sen qua hồi ức của bà viện sĩ Antuna Sulaimanova, vốn là học trò trước đây của thầy Duy Sen. Chuyện lấy bối cảnh cuộc sống ở một vùng quê miền núi hẻo lánh còn rất lạc hậu ở Kyrgyzstan vào những năm đầu của thế kỷ 20. Thời đó thì trình độ phát triển ở nơi đây còn rất là thấp, tư tưởng phong kiến, gia trưởng còn nặng nề, phụ nữ bị coi thường, trẻ mồ côi thì bị rẻ rúng. Nhân vật chính của câu chuyện đó chính là cô bé Antunai, một cô bé mồ côi phải sống với gia đình chú thím ở làng Kukureu, bị đối xử rất tàn nhẫn. Thầy Duy Sen được Đoàn Thanh niên Cộng sản cử về làng để mở trường học, đã kiên trì dạy cho Antunai học chữ. Bà thím ác nhiệt đã ép gả bán Antunai làm vợ lẽ cho một người giàu có. Một lần nữa thì cô bé được thầy Duy Sen giải thoát, hết lòng bảo vệ và giúp cho Antunai có cơ hội được lên tỉnh học, rồi đến học tiếp ở Moscow. Antunai rất yêu quý thầy Duy Sen, nhưng do hoàn cảnh thầy trò phải xa cách rồi bạch tin nhau. Mấy chục năm sau thì cô bé bây giờ đã là viện sĩ Antuna Sulaimanova, còn thầy Duy Sen thì bây giờ đã già và làm nghề đưa thư. Antuna trở về thăm làng và gặp lại người thầy đầu tiên của mình trong một tình huống rất éo le. Bà đã viết thư nhờ người họa sĩ đồng hương kể lại câu chuyện về thầy Duy Sen như một hành động để chuộc lỗi. Đây chính là phần tóm tắt toàn bộ tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên. Nếu có cơ hội thì chúng ta hãy tìm đọc toàn bộ tác phẩm Người Thầy Đầu Tiên để hiểu kỹ hơn, hiểu rõ hơn về toàn bộ tác phẩm này. Thứ ba là Kem sẽ cùng cô đi xác định về phương thức biểu đạt. Văn bản Người Thầy Đầu Tiên có sự kết hợp của các phương thức, đó là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cô phân chia bố cục của văn bản. Kem thấy rằng ở trong sách giáo khoa của chúng ta có phân chia ra văn bản Người Thầy Đầu Tiên làm 4 phần, đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Chúng ta chú ý cho cô. Phần 1, từ đầu cho đến kể hết chuyện này. Phần 2, tiếp theo cho đến rảo bước về làng. Phần 3, tiếp theo đến thầy Duy Sen giảng bài. Và phần 4, đó chính là đoạn văn còn lại. Về nội dung của từng phần, nội dung của phần 1 đó là kể về hoàn cảnh người họa sĩ nhận được bức thư của bà viện sĩ Antuna Sulaimanova. Phần 2 kể về cuộc trò chuyện giữa các bạn nhỏ và thầy Duy Sen. Phần 3 lại nói về hình ảnh thầy Duy Sen trong ký ức của Antuna. Và phần 4 là đoạn văn còn lại, nói về những băn khoăn trăn trở trong lòng người họa sĩ và những ý tưởng cho bức tranh vẽ thầy Duy Sen. Đó chính là bố cục của văn bản. Chúng ta sẽ lấy bút chì đánh dấu các phần bố cục này vào trong sách giáo khoa để một lát nữa thì quá trình khám phá văn bản của các em sẽ được dễ dàng hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi tóm tắt văn bản. Sau khi mà các em đọc toàn bộ văn bản này rồi, chúng ta có thể tóm tắt được ngắn gọn văn bản Người Thầy Đầu Tiên. Đoạn trích Người Thầy Đầu Tiên là lời kể lại của người họa sĩ và Antuna về thầy Duy Sen. Duy Sen là một người thầy tuyệt vời, không chỉ vận động các học sinh tới trường, thầy còn tự tay cõng các em nhỏ qua suối, không quản thời tiết lạnh buốt hay bị những kẻ nhà giàu cưỡi ngựa châm chọc. Thầy Duy Sen quan tâm đến các học sinh và đặc biệt là Antuna, mong cô bé có thể lên thành phố lớn học tập. Câu chuyện kể lại từ Antuna khiến người họa sĩ đồng hương cảm thấy day dứt và muốn vẽ bức tranh thật đẹp về hai thầy trò. Đây chính là đoạn văn tóm tắt toàn bộ đoạn trích Người Thầy Đầu Tiên mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được học. Tiếp theo, Ken sẽ cùng cô chuyển sang phần ba la mã, phần chính của bài học ngày hôm nay, đó chính là khám phá văn bản. Chúng ta sẽ cùng cô lần lượt trả lời các câu hỏi trong phần trả lời câu hỏi sau khi đọc để cùng cô khám phá 4 vấn đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về người kể chuyện và ngôi kể trong đoạn trích Người Thầy Đầu Tiên. Thứ hai là tìm hiểu về hình ảnh nhân vật Antuna. Thứ ba là nhân vật thầy giáo Duy Sen. Và thứ tư đó là những ý tưởng của người họa sĩ.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô lần lượt đi tìm hiểu. Thứ nhất là Kem sẽ cùng cô đi xác định người kể chuyện và ngôi kể. Vậy thì sau khi mà chúng ta đọc toàn bộ văn bản trong sách giáo khoa thì em hãy xác định cho cô người kể chuyện và ngôi kể trong từng phần của đoạn trích. Và các nhân vật người kể chuyện trong đoạn trích thì có mối quan hệ như thế nào? Và theo em thì nhà văn đã thay đổi kiểu người kể chuyện ở các phần trong đoạn trích có tác dụng gì? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi xác định lần lượt. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng cô đi xác định về người kể chuyện. Trong văn bản, người thầy đầu tiên thì có người kể chuyện ngôi thứ nhất xưng tôi. Chúng ta thấy rằng người kể chuyện ngôi thứ nhất xưng tôi, về cái khái niệm người kể chuyện thì chúng ta đã được tìm hiểu rồi trong phần tri thức ngữ văn rồi. Người kể chuyện cùng là ngôi thứ nhất xưng tôi, nhưng với phần 1 và phần 4 của câu chuyện thì người kể chuyện là một người họa sĩ, một người họa sĩ trẻ. Chúng ta chú ý cho cô. Để xác định được vì sao lại là một người họa sĩ trẻ thì chúng ta phải đọc kỹ phần 1 và phần 4, tìm ra các chi tiết liên quan đến cái nghề nghiệp của nhân vật. Đó, là một họa sĩ trẻ cùng quê với Antunai. Thế còn người kể chuyện ở phần 2 và phần 3 lại là nhân vật Antunai. Chúng ta thấy cùng là xưng tôi, thế nhưng mà lại có hai người kể chuyện trong một tác phẩm. Phần 1 và phần 4 của phần bản là anh họa sĩ trẻ, thế còn phần 2 và phần 3 là nhân vật Antunai. Thế thì thứ hai là chúng ta sẽ xác định được cái mối quan hệ giữa các nhân vật người kể chuyện trong đoạn trích người thầy đầu tiên. Đó là gì? Cả người họa sĩ và nhân vật Antunai thì đều sinh ra và lớn lên ở làng Kukureu. Và lớn lên ở làng Kukureu, tức là chúng ta gọi là đồng hương với nhau. Thứ hai là hiện cả hai người này cùng sống ở Moscow và có quen biết nhau. Thứ ba là họ cùng được mời về dự lễ khánh thành ngôi trường mới của quê hương. Antunai hẹn với dân làng sẽ ở lại vài ngày, nhưng ngay khi mà buổi lễ kết thúc thì bà đã vội vã rời làng trở lại Moscow. Sau đó bà đã viết thư cho anh họa sĩ kể về cái người thầy đầu tiên và giải thích vì sao mình lại đột ngột ra đi, và nhờ anh kể lại cho dân làng nghe toàn bộ câu chuyện của bà. Đó chính là cái mối quan hệ giữa hai người kể chuyện, cùng là ngôi thứ nhất xưng tôi, nhưng một người là anh họa sĩ, còn một người là nhân vật Antunai. Và từ đây chúng ta thấy được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong cùng một tác phẩm. Đó chính là gì? Đây chính là dụng ý xuất phát từ ý đồ nghệ thuật của tác giả, khiến cho câu chuyện được soi chiếu từ nhiều chiều, trở nên phong phú, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn và giúp cho nhà văn biểu đạt được những cái điểm nhìn, những khía cạnh khác nhau của sự việc và con người. Đó chính là tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện cho cùng một tác phẩm. Như vậy là chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong về người kể chuyện và ngôi kể. Sau đây chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 2, tìm hiểu một nhân vật chính của câu chuyện, đó chính là nhân vật Antunai. Chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu về hoàn cảnh sống cũng như là những tình cảm mà cô bé Antunai dành cho người thầy đầu tiên của mình, thầy Duy Sen. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hoàn cảnh sống. Các em chú ý cho cô đặc biệt ở cái phần 2 của văn bản trong sách giáo khoa. Qua cuộc trò chuyện giữa các bạn nhỏ và thầy Duy Sen ở phần 2 thì em hình dung như thế nào về hoàn cảnh sống của Antunai? Nào, chúng ta sẽ chú ý cho cô ở đoạn đối thoại giữa các bạn nhỏ và thầy Duy Sen ở phần 2. Tìm ra các chi tiết nói về hoàn cảnh sống của Antunai. Chúng ta quan sát trên bảng của cô, đây chính là hình ảnh tả lại cái cuộc sống của cô bé Antunai được trích trong bộ phim Người Thầy Đầu Tiên. Đó là gì? Cô bé mồ côi và phải sống với chú thím. Các chi tiết được kể lại đó là gì? Khi mà thầy Duy Sen hỏi Antunai đó là em sẽ đi học, em sẽ đến trường chứ, thì cô bé trả lời đó là nếu thím em cho đi thì em sẽ đi. Tức là cái việc học của cô bé sẽ phụ thuộc vào cái sự cho phép của người thím. Rồi, thứ hai đó là gì? Cô bé vừa đáp lời thầy, vừa lấy tay che cái chỗ gấu váy thủng để hở một mảng ở đầu gối. Và khi mà thầy Duy Sen hỏi cô bé Antunai đó là em là con ai, thì cô bé không đáp. Và các bạn đi cùng với Antunai đã đáp đó là gì? Chị ấy mồ côi ạ, chị ấy ở với chú thím, mấy đứa bạn tôi đỡ lời.
Như vậy từ những cái chi tiết trong cái cuộc đối thoại giữa các bạn nhỏ với thầy Duy Sen ở phần 2 của câu chuyện thì chúng ta thấy được cái hoàn cảnh sống của An Tư Nai. Đó là một cô bé sống thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm, không được chăm sóc, yêu thương. Vậy An Tư Nai đã dành cho thầy Duy Sen tình cảm như thế nào? Nhờ người thầy đầu tiên ấy thì cuộc đời của cô bé đã thay đổi ra sao? Các em sẽ đọc lại một số đoạn văn miêu tả những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật An Tư Nai về thầy Duy Sen. Và qua đó có thể thấy được rằng An Tư Nai đã đặc biệt yêu quý, ngưỡng mộ và biết ơn người thầy đầu tiên của mình. Trong một phần của đoạn trích mà có lược trích đi, không trích dẫn trong sách giáo khoa, nhưng nếu như mà chúng ta đọc toàn bộ tác phẩm thì chúng ta sẽ thấy đó là ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ với thầy Duy Sen thì em đã nảy ra một cái ý nghĩ, đó là chút lại tất cả những cái bao ki rắc đã lượm được ngày hôm đó vào trong trường để đến mùa đông sẽ có cái sưởi đốt. Khi bị các bạn đi cùng từ chối thì em đã có ý nghĩ, đó là không biết vì tôi giận các bạn đã không nghe tôi nên cứ muốn làm theo ý mình, hay từ thuở bé mọi ước nguyện, mọi ý muốn của tôi đều bị chôn vùi dưới những lời mắng chửi, những cái bạt tai của những con người phũ phàng. Chỉ biết là tôi vẫn thấy mình muốn làm một việc gì để cảm ơn con người thật ra không quen biết ấy, để đền đáp lại nụ cười đã sưởi ấm lòng tôi, để đền đáp lòng tin cậy của người ấy đối với tôi, đền đáp mấy câu nói nhân từ ấm áp. An Tư Nai đã không hề lo lắng, sợ hãi dù không còn ký giác để mang về nhà. Trái lại, em rất vui sướng, hân hoan vì lần đầu tiên được tự mình làm một công việc hữu ích. Em vừa tự hào, vừa kiêu hãnh về bản thân, vừa tràn đầy hy vọng mình sẽ được đi học ở trường của thầy Duy Sen. Và vào những ngày mùa đông khi thầy trò cùng lội qua suối để đến trường, chứng kiến thầy Duy Sen bị bọn nhà giàu cười nhạo, lăng mạ, cô bé đã có những suy nghĩ, những cảm xúc như muốn bênh vực, bảo vệ thầy. Đó là gì? Sao lúc đó tôi muốn đuổi theo những con người ngu xuẩn ấy thế? Muốn nắm lấy cương ngựa và quát thẳng vào những bộ mặt láo sở của họ. Các người không được nói thầy giáo của chúng tôi như thế. Các người ngu lắm, các người tồi lắm. Và tôi chỉ còn biết nuốt những giọt lệ căm uất đang trào lên nóng hổi. Ở phần 3 của văn bản thì chúng ta thấy khi nghe thầy Duy Sen nói có phải lần ấy An Tư Nai đã chút lại ký giác ở trường không, thì cô bé đã rất cảm động, vui sướng vì thầy Duy Sen không chỉ yêu thương mà còn hiểu và trân trọng em. Nhờ thầy Duy Sen, từ một cô bé mồ côi không biết chữ ở một làng quê nghèo khó, lạc hậu, từng bị người thím độc ác bán đi, An Tư Nai đã có được cái cơ hội lên thành phố học tập và trở thành một viện sĩ nổi tiếng. Như vậy chúng ta thấy qua cái tìm hiểu về tình cảm dành cho thầy Duy Sen thì chúng ta thấy An Tư Nai là một cô bé rất hiếu học, nhạy cảm, tinh tế, biết quan tâm, biết giúp đỡ mọi người, biết cảm nhận và trân trọng tình yêu thương của thầy Duy Sen. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu một nhân vật chính nữa trong câu chuyện. Đó chính là nhân vật thầy giáo Duy Sen. Chúng ta sẽ đọc kỹ cho cô phần thứ 2 và phần thứ 3 của đoạn trích và trả lời cho cô các câu hỏi. Đó là hình ảnh thầy Duy Sen hiện lên qua lời kể, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật nào. Những chi tiết tiêu biểu nào được nhà văn sử dụng để khắc họa nhân vật thầy Duy Sen, và chúng ta sẽ khái quát đặc điểm tính cách của nhân vật thầy Duy Sen. Nào, chúng ta sẽ cùng cô lần lượt trả lời. Thứ nhất, đó là nhân vật thầy Duy Sen được hiện lên qua lời kể, cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật An Tư Nai. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm được các chi tiết tiêu biểu được nhà văn sử dụng để khắc họa nhân vật thầy giáo Duy Sen. Đó là gì? Thứ nhất, đó là các chi tiết miêu tả ngôn ngữ đối thoại được thể hiện trong phần thứ 2 và phần thứ 3 của văn bản. Đó chính là cái cuộc trò chuyện thuyết phục các em nhỏ đi học, động viên, khích lệ An Tư Nai, vân vân. Thứ hai, đó chính là các chi tiết miêu tả hành động của nhân vật thầy giáo Duy Sen. Đó là thầy đã một mình sửa sang nhà kho cũ thành lớp học, bế các em nhỏ qua suối giữa mùa đông buốt giá, kiên trì dạy chữ cho các em bất chấp cái hoàn cảnh thiếu thốn, khắc nghiệt, sự đơn độc, mơ ước về một tương lai tươi sáng cho học trò. Và thứ ba, đó chính là các chi tiết miêu tả cảm xúc, suy nghĩ của An Tư Nai về thầy giáo Duy Sen. Đó chính là những cái cảm nhận về lòng nhân hậu, về tình yêu thương của thầy, mong ước thầy là người ruột thịt của mình.
Hình ảnh thầy giáo Duchenne là một người thầy tuyệt vời và đáng kính là cảm nhận sâu sắc nhất của mỗi chúng ta khi đọc truyện ngắn này. Khi đến với vùng núi quê hương của cô bé Antonai thì thầy Duchenne còn trẻ lắm. Học vấn của thầy lúc đó thì chưa cao, nhưng trái tim thầy lại dạt dào tình nhân ái và sôi sục nhiệt tình cách mạng. Một mình thầy lao động hàng tháng trời, thầy phạt cỏ, thầy chát lại vách, sửa cánh cửa, quét dọn cái sân, vân vân, biến cái chuồng ngựa của phú nông hoang phế đã lâu ngày thành một cái trường khiêm tốn nằm bên hẻm núi, cái con đường vào ngôi làng nhỏ của người Cucureo vùng Trung Á. Khi mà Antonai và các bạn nhỏ đến thăm trường với bao tò mò, đó là xem thử thầy giáo đang làm gì ở đó, thì thầy từ trong cửa bước ra, người bê bết đất. Thầy Duchenne mỉm cười, niềm nở, quệt mồ hôi trên mặt, rồi ôn tồn hỏi: "Đi đâu về thế các em gái?" Các chi tiết này chúng ta có thể thấy ở phần thứ hai của văn bản. Trước các vị khách nhỏ tuổi thì thầy hiền hậu nói: "Các em ghé vào đây xem là hay lắm. Các em chả sẽ học tập ở đây là gì? Còn trường của các em thì có thể nói là đã xong đến nơi rồi." Chúng ta thấy thầy Duchenne đúng là một người thầy vĩ đại. Cử chỉ của thầy rất hồn nhiên. Thầy hiền hậu nói lên những cái lời ấm áp làm lay động tâm hồn của tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ xa lạ lần đầu mà thầy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muốn được học hành của các em. Các em chả sẽ học tập ở đây là gì? Thầy khoe với các em về chuyện đắp lò sưởi trong mùa đông. Thầy báo tin vui trường học đã làm xong, có thể bắt đầu học được rồi. Thầy mời chào hay khích lệ? Thầy nói với các em nhỏ người dân tộc miền núi chưa từng biết đến mái trường là gì bằng tất cả cái tình thương mênh mông. Đó là: "Thế nào, các em có thích học không? Các em sẽ đi học chứ?" Và chúng ta thấy thầy Duchenne quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút gặp gỡ, vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm lĩnh tâm hồn tuổi thơ. Thầy đã khơi dậy trong lòng các em nhỏ người miền núi cái niềm khao khát được đi học. Như vậy, từ các chi tiết miêu tả trong văn bản thì chúng ta thấy được tính cách của nhân vật thầy Duchenne hiện lên. Đó là người thầy có mục đích sống cao đẹp, cương nghị, kiên nhẫn, nhân hậu, vị tha. Trong đó thì nổi bật nhất là tình cảm yêu thương, hết lòng vì học trò. Sau khi tìm hiểu xong hai nhân vật chính của câu chuyện, đó chính là nhân vật cô bé Antonai và nhân vật người thầy giáo Duchenne, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 4, đó là những băn khoăn, trăn trở và những ý tưởng của người họa sĩ. Người họa sĩ chính là người kể câu chuyện, một nhân vật xưng tôi. Và chúng ta thấy rằng nhân vật này chính là đồng hương của nhân vật Antonai. Trong phần 4 của văn bản, nhân vật đã có những băn khoăn, trăn trở và những ý tưởng gì? Chúng ta sẽ cùng đọc lại phần 4 và tìm ra cho cô những chi tiết nói về những nỗi băn khoăn, trăn trở cũng như là những ý tưởng của người họa sĩ. Về những băn khoăn, trăn trở, người họa sĩ đã thốt lên rằng đó là gì? "Tôi không thể không vẽ bức tranh này, nhưng sao tôi thấy băn khoăn, lo lắng quá. Có khi tôi tưởng chừng rồi sẽ chẳng ra gì hết. Và những lúc ấy tôi lại nghĩ, tại sao số phận lại chớ trêu đặt cây bút vẽ vào tay tôi làm gì? Thật là một cuộc sống khổ ải. Và lại có khi tôi cảm thấy mình dũng mãnh đến nỗi dù có phải chuyển núi rời sông, tôi cũng sẵn sàng. Và những khi ấy tôi nghĩ, hãy nhìn đi, hãy nghiên cứu chọn lọc." Đó là những băn khoăn, trăn trở của người họa sĩ. Và từ những băn khoăn, trăn trở ấy, người họa sĩ đã có những ý tưởng cho bức vẽ của mình. Đó là có thể vẽ hai cây phong mà thầy Duchenne và Antonai trồng, cùng với đứa trẻ với đôi mắt hân hoan nhìn vào cõi xa xăm kỳ ảo. Hoặc hãy vẽ cảnh tượng thầy Duchenne bế trẻ em qua con suối mùa đông. Hoặc cũng có thể vẽ cái khoảnh khắc thầy Duchenne tiện Antonai lên tỉnh, sao cho bức tranh ấy diễn tả được tiếng gọi cất lên từ tâm hồn của thầy Duchenne mà đến nay Antonai vẫn còn nghe vẳng lại, sẽ vang dội mãi trong lòng của mỗi con người. Từ những băn khoăn, trăn trở, từ những ý tưởng của người họa sĩ, chúng ta có thể thấy đây chính là những ý tưởng đẹp của một người nghệ sĩ có trách nhiệm với nghề trong sáng tác nghệ thuật.
Và từ đây chúng ta cũng có thể thấy mỗi tác phẩm ra đời đều là một thành quả nghệ thuật chứa đầy tâm huyết của người nghệ sĩ, bởi đó là nơi để họ gửi gắm những tình cảm sâu lắng nhất, những cảm xúc khát vọng chân thành nhất, mãnh liệt nhất về con người và cuộc đời. Dưới mỗi nét vẽ của người họa sĩ là biết bao xúc động, biết bao tình yêu cũng như là những nỗi đau đời trong tâm hồn nhạy cảm của người cầm bút. Bởi suy cho cùng, dù là vẽ về đề tài gì, nói về vấn đề gì, thì tác phẩm luôn thể hiện rõ được quan điểm, được thái độ của người nghệ sĩ trước cuộc sống. Bởi cái đích hướng tới của nghệ thuật đâu chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà qua phản ánh hiện thực, nghệ sĩ đều gửi những thông điệp về tư tưởng, những chuẩn mực về tình cảm, thẩm mỹ đối với xã hội và con người. Khi thực hiện sứ mệnh sáng tạo của mình, nỗ lực tận hiến hết sức mình với khao khát cho ra đời những tác phẩm có giá trị, người nghệ sĩ không chỉ hướng tâm hồn của con người đến chân, thiện, mỹ, mà còn giúp con người đào luyện mình ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng nhân ái và tốt đẹp hơn. Và ở đây, trách nhiệm của người nghệ sĩ sẽ được thể hiện rất rõ ràng. Những tác phẩm hội họa đích thực ra đời từ những cảm xúc, từ những chân thành và khát khao sáng tạo mãnh liệt của họ, chứ không thể chỉ là một sản phẩm hời hợt, máy móc hay áp đặt, nhạt nhẽo, nịnh bợ hay lòe bịp, mị dân hay là bởi chỉ để thỏa mãn những dục vọng tầm thường. Như vậy, chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong các vấn đề trong phần Ba La Mã khám phá văn bản. Bây giờ các em sẽ cùng cô chuyển sang phần 4, đó là tổng kết lại những giá trị về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Thứ nhất là về giá trị nội dung. Văn bản Người Thầy Đầu Tiên đã kể về tình yêu thương của thầy Duy Sen dành cho học trò và lòng biết ơn của cô bé An Tư Nai đối với người thầy đầu tiên của mình. Từ đó biết trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà mình được đón nhận. Amatop đã viết nên một câu chuyện dưới dạng hồi ức chân thực, cảm động. Hình ảnh thầy Duy Sen, người thầy đầu tiên, và hình ảnh An Tư Nai, cô bé mồ côi, khát khao được đi học, được tác giả nói đến với tất cả sự ca ngợi, với niềm thương mến bao la. Người thầy trong chuyện là người thầy của tình thương đến với tuổi thơ, đem ánh sáng cách mạng, làm thay đổi mọi cuộc đời. Ngọn lửa tình thương như tỏa sáng trang văn của Amatop, mãi mãi làm ấm áp lòng của mỗi người đọc. Thầy Duy Sen càng trở nên gần gũi trong niềm yêu thương mến của tuổi thơ mỗi chúng ta. Và để làm nên thành công của văn bản, chúng ta phải chú ý đến các yếu tố về mặt nghệ thuật. Đó là nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, kết hợp tự sự với miêu tả và biểu cảm. Sự thay đổi kiểu người kể chuyện độc đáo, và đặc biệt là nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình, lời nói, cử chỉ, hành động, qua lời kể cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật khác. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phần 5, đó là thực hành viết kết nối với đọc. Chúng ta sẽ thực hành đề bài ở trong sách giáo khoa, đó là em hãy viết đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu, kể lại nội dung của phần 1 hoặc phần 4 của văn bản Người Thầy Đầu Tiên bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ 3. Chúng ta thấy rằng văn bản Người Thầy Đầu Tiên thì được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ kể lại phần 1 hoặc là phần 4 bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ 3. Về đặc điểm của từng loại người kể chuyện thì chúng ta đã được tìm hiểu rồi. Và bây giờ cô sẽ gợi ý chúng ta thực hiện yêu cầu của đề bài. Đó là viết đoạn văn dung lượng khoảng từ 5 đến 7 câu. Nội dung đó là kể lại phần 4 hoặc phần 1 của văn bản Người Thầy Đầu Tiên và có sử dụng ngôi kể thứ 3. Sau đây thì cô San sẽ gợi ý cho chúng ta kể lại nội dung của phần 1 của văn bản Người Thầy Đầu Tiên bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ 3. Nào, chúng ta sẽ chú ý vào phần đoạn văn bản mẫu của cô ở trên bảng. Đó là: mùa thu năm ấy, anh họa sĩ nhận được một bức điện mời về dự khánh thành ngôi trường mới của làng. Như vậy chúng ta thấy trong đoạn văn không có người kể chuyện ngôi thứ nhất xưng tôi nữa, mà cái người kể chuyện ngôi thứ nhất vốn dĩ xưng tôi đó chính là anh họa sĩ, và cô đã gọi trực tiếp tên ra. Đó. Nhận được thư, anh rất vui và háo hức. Trong số những người được mời về dự có cả bà viện sĩ Antunai Sulaimanova là đồng hương với anh. À, đây là giới thiệu nhân vật. Kết thúc buổi lễ, cả hai cùng trở về thành phố.
bà viện sĩ đã viết thư cho anh nhờ kể lại câu chuyện về thầy Duy Sen với dân làng và mọi người như một hành động chuộc lỗi. Anh họa sĩ đã mang nặng lòng những ấn tượng của lá thư ấy mấy ngày liền và quyết định thay mặt bà Antonai Sulaimanova kể hết câu chuyện. Đây chính là đoạn văn mẫu kể lại phần 1 của văn bản người thầy đầu tiên bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ 3. Như vậy, chúng ta vừa cùng cô tìm hiểu xong toàn bộ văn bản người thầy đầu tiên, văn bản đọc hiệu số 2 của bài học Cội nguồn yêu thương. Cô chúc chúng ta có một sức khỏe tốt, học tập tốt. Hẹn các em ở những bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.